Xin kính chào quý vị và các bạn theo dõi buổi hội luận cà phê đá hàng tuần của chúng tôi vào sáng thứ hai. Thưa các bạn, sáng hôm nay chúng ta có hai vị khách, đó là chị Dung và chị Vui. Đây là những người mẹ và người chị của những người đi biểu tình hôm ngày 10 tháng 6 năm 2018 ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, và sau đó thì bị nhà cầm quyền bắt đưa về ngày 9 tháng 11 tới đây, tức là ngày thứ sáu tới đây á, thì sẽ xét xử phiên tòa là phúc thẩm. Trong phiên tòa sơ thẩm thì người nhẹ nhất là án treo và người nặng nhất trong cái 20 người đi biểu tình đó là kết án là 18 tháng tù giam. Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện của chị Dung. Kể lại cho chúng ta về cái sự việc của ngày 10 tháng 6 mà những người thân của gia đình hai chị đây bị bắt. Mời chị. Dạ, con chào các cha. Dạ, thì con của con nó đi biểu tình hôm 10 tháng 6. Thì cháu bị bắt đến nay là mấy tháng rồi? Về thì xét cháu là, bắt cháu thì xét cháu là 10 tháng tù giam. Thì sắp tới đây là mùng 9 tháng 11 thì sơ thẩm lại vụ án của cháu. Phúc thẩm nha. Phúc thẩm, dạ, dạ. Cái hôm đó chị kể là cái hôm đó cái diễn biến nó như thế nào của cái ngày 10 tháng 6 đó? Dạ thì xảy ra ba luật khu, thì con của con có đi biểu tình, thì cháu biểu tình ở Biên Hòa ngay chỗ Kincom thì bị bắt cháu ngay hôm đó, thì cùng với 20 người, và họ đã đánh cháu rất là dã man. Đánh cháu rất là dã man, ở bầm tím hết cả mắt luôn. Khi mà nhốt cháu một tháng sau con được thăm thì cháu cũng nói với con, thì khi mà con tinh thần con nói là con đi biểu tình không có tội gì hết, thì không việc gì con phải ấy, thì con nói với con, động viên con như vậy thì cháu có vững tâm. Thì bữa nay là hôm qua con cũng mới đi thăm cháu cơ. Dạ. Cháu thì đang làm cái gì, đang đi học hay là đi làm như thế nào? Cháu đang đi làm cơ. Cháu đang đi làm lương rất cao và muốn về nhà kinh doanh với mẹ. Thì thời gian đó về, khi mà xảy ra chuyện thì cháu nói là con đi biểu tình. Thì theo con nghĩ rằng cháu đi biểu tình thì biểu tình phản đối Trung Quốc. Thì thật sự con nghĩ là tiếng nói người dân rất là mình bình thường thôi, mà tại sao lại bắt những người dân mà đánh họ như vậy, thì con cảm thấy không đúng. Vâng, con không chấp nhận với bản án và con không chấp nhận cầm bắt tù của con như vậy. Thưa quý vị vừa mới nghe chị Dung nói một cái chi tiết rất là thú vị, đó là cháu đi làm lương rất là cao. Thì có những cái luồng dư luận ở bên ngoài nói là những người đi biểu tình thì để được 200-300 ngàn gì đó, và là những cái người vô công rồi nghề. Đó là những cái vị đại biểu trong Quốc hội họ cũng đã nói cái điều này. Thì cha Thanh cho nhận định như thế nào về cái việc này? Thưa cháu Vũ, thưa hai chị và thưa anh chị em, thật ra thì những cái phát ngôn của các chính trị gia của chúng ta ở nghị trường Quốc hội đó, thì thường là họ dựa trên cái data, tức là cái dữ liệu do bên công an hoặc cho một bên nào đó cung cấp cho họ, và họ dựa trên đó họ nói, nên gần như là họ không có những cái thẩm tra độc lập theo đúng cái tư cách của một đại biểu Quốc hội. Hầu hết là họ dựa trên những cái báo cáo, những số liệu của cơ quan này cơ quan kia, mà họ không hề làm cái việc thẩm tra. Do vậy họ phát biểu thì giống y như trước đó là công an đã nói trên báo, thế họ nhai lại thôi, và họ không hề biết cái điều đó là đúng hay là sai. Thì đó là một cái tinh thần làm việc vô trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội. Cái điều thứ hai là cái điều cha Vũ vừa nhắc với câu chuyện của con chị Dung ấy. Tức là có nhiều người họ làm ra tiền, có nhiều người họ là trí thức, họ là tiến sĩ, họ là giáo sư, chứ không phải là những người, chỉ có những người thất học, chỉ có những người thất nghiệp, không phải như vậy. Và cái việc mà họ đã làm diễn tả cho chúng ta thấy rằng là họ là những người ý thức trước hơn rất là nhiều triệu người khác chưa ý thức. Rồi chị Vui, chị kể một chút về cái người em của chị á, cho mọi người biết là cái hôm đó như thế nào. Dạ thì hai đứa nhà con thì cũng đi đi chợ thôi, hai chị em đang đi chợ, xong rồi thấy một đoàn người biểu tình đi ngang qua kêu là hô hào phản đối luật đặc khu, phản đối cho thuê Trung Quốc thuê 995, thì thấy nó lòng yêu nước của hai nó trỗi lên rồi cũng đi theo thôi. Đi đến đó thì em của con thì một đứa thì đi xuống cầm băng rôn, còn một đứa thì đang chạy xe, xong rồi đến cái khúc Vincom này thấy mọi công an ùa đến bắt cái anh Quang á.
bị đánh ấy, xong rồi em có hô lên kêu công an đánh người thì bắt luôn hai đứa để đó. Xong là dạ hai đứa em gái thì bắt có mẹ con nữa, có mẹ con cũng đi nữa. Mẹ con cũng đi lên nhà con tất cả là ba người. Bắt luôn ba mẹ con rồi đấy. Nhà cũng lo lắng kêu rồi đi, xong rồi có cái chị ở cùng xóm, chị cũng đi cùng biểu tình đi chung á, chị về chị báo là rồi ba mẹ con bị bắt rồi, nhà mới tá hỏa ra. Bắt bữa giờ cũng được 5 tháng đến nơi rồi. Thì nhà cũng buồn, cũng mất đi hả mấy đầu kinh tế, cũng lo lắng. Vừa rồi chúng ta nghe một chi tiết khác là cũng bổ sung thêm, đó là hai cô gái đi giữa đường và thấy người ta la lên biểu tình, la lên là phản đối luật đặc khu, thì bắt đầu tham gia, tác động và tham gia vào cái đoàn người đi biểu tình đó. Thì cái điều này cho thấy rằng có những cái điều mà họ nói là trước đây có một cái thế lực nào đó phản động đừng sâu giật dây các kiểu đó. Đó thì hôm nay cha Thanh nói thêm một chút đó để cho mọi người rõ hơn về cái việc này. Cái việc mà họ luôn luôn tìm cách ghép những cái người làm cái điều mà họ không muốn vào một cái tội nào đó thì đó là cái phản xạ tự nhiên của nhà cầm quyền độc tài. Riêng về những cái vấn đề mà đụng đến vấn đề chính trị á, thì họ luôn luôn áp đặt như thể là có một cái thế lực chống đối, khiến cho những người bình thường á họ cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà bây giờ đã đến lúc chúng ta phải hiểu cho nó đúng cái vấn đề Việt Nam mỗi lần khi đối thoại nhân quyền với thế giới đó, khi thế giới họ bảo rằng Việt Nam có tù nhân chính trị thì Việt Nam bảo đất nước chúng tôi không có tù nhân chính trị. Nhưng trong khi đó mấy chục năm vừa qua, cứ mỗi lần để mà khủng bố đe dọa khu dân cư đó thì họ luôn luôn nói đây là làm chính trị, đây là làm chính trị, làm chính trị. Và như vậy là họ đánh lừa thế giới và đánh lừa dân. Đến thế giới thì họ bảo là chúng tôi không có tù nhân chính trị, nhưng đối với trong dân thì họ nói đang làm chính trị rồi, coi chừng bị bắt, làm chính trị coi chừng bị bắt đi tù. Đó thì đó, chúng ta phải hiểu tại sao đối với dân thì họ đe dọa như vậy, còn đối với thế giới thì họ lại từ chối như vậy. Đối với dân họ đe dọa là bởi vì họ biết nếu không đe dọa như vậy đó thì người dân họ sẽ dùng cái quyền chính trị của mình để mà thay đổi đất nước, làm cho đất nước tốt hơn. Thì lúc đó họ không có cửa để làm quan cai trị. Do vậy họ dùng cái khái niệm gọi là làm chính trị, có nghĩa là chống đối họ, có nghĩa là bị đi tù. Đơn giản như vậy thôi. Còn đối với quốc tế, chính trị là một quyền công dân mà Việt Nam đã ký cái công ước quốc tế về quyền chính trị. Về quyền chính trị, đây là một trong hai cái công ước ký bổ sung sau cái tuyên bố quốc tế về nhân quyền. Nếu cái tuyên bố quốc tế về nhân quyền là những cái mang tính khuyến thiện, đưa ra chuẩn mực và không có chế tài, thì cái công ước về quyền văn hóa, quyền kinh tế, quyền chính trị, quyền xã hội, quyền giáo dục, thì đó là những cái công ước có chế tài, có thể xử ở phương diện quốc tế. Chính vì vậy mà khi nói chuyện với quốc tế, họ luôn luôn từ chối là chúng tôi không có tù nhân tôn giáo, chúng tôi không có tù nhân chính trị. Đó nên chúng ta thấy đó là cái điểm thứ nhất. Bây giờ sang cái điểm thứ hai, trở lại cái việc biểu tình mà 20 anh chị em ở Đồng Nai bị bắt và xử trong hôm 30 tháng 7 hả? Bà xử ngày 30 tháng 7 vừa qua đó. Thì ở đây chúng ta lưu ý là nhà cầm quyền khi kết tội họ đó không có dùng cái khái niệm là họ bị tội biểu tình, mà dùng khái niệm là họ tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng. Đây là một tình trạng đánh lận con đen. Và chúng ta dừng lại một chút xíu để phân tích để thấy rõ. Khi biểu tình là một cái quyền chính trị công dân do điều 25 của hiến pháp quy định, và như vậy khi người công dân họ làm cái việc biểu tình đó, tức là họ làm chính trị, nhớ nha, khi người công dân biểu tình tức là họ làm chính trị, và chính trị này là chính trị được hiến pháp khuyến khích
được hiến pháp khuyến khích. Và khi họ làm chính trị như vậy đó, tức là cụ thể trong cái ngày mùng 10 tháng 6 đó là họ phản đối dự luật đặc khu, phản đối dự luật an ninh mạng. Đây là chính sách pháp luật, tức là một vấn đề công ích, không phải riêng tư cá nhân tôi, cá nhân cha Vũ, cá nhân con của chị, cá nhân mẹ hay là các em của chị. Không phải. Vì cái luật đặc khu đó nếu mà được áp dụng thì nó ảnh hưởng trên toàn dân Việt Nam. Nếu luật an ninh mạng đã áp dụng được, ảnh hưởng trên toàn dân Việt Nam. Nên cái hành vi phản đối đó là hành vi y như chúng ta nói nôm na, tức là người công dân khi biểu tình á, thì họ thường là yêu cầu thêm nè, bớt nè, bỏ nè, sửa chữa nè, một luật nào đó, một chính sách nào đó, hay là một áp dụng luật nào đó. Và cái đó nó mang tính công ích chứ không mang tính tư ích. Do vậy khi mà lấy cái chuyện người ta làm công ích bảo rằng người ta gây rối trật tự, tức là bảo người ta làm một việc tư ích, thì cái đó là chính các ông quan tòa đó đang phỉ báng vào pháp luật, đang phỉ báng vào hiến pháp. Nên chúng ta phải thấy rõ cái bản chất của vấn đề nó như vậy. Bình thường chúng ta thấy một cái người gây rối trật tự là sao? Khi họ bị mất quyền lợi, khi họ không ý thức về chính trị. Ví dụ như tôi đi thấy một cái tai nạn giao thông, tôi đứng lại tôi nhìn đông gây rối trật tự, tức là tôi không ý thức về mặt chính trị. Hoặc là tôi bán một cái quán kem mà tôi đông khách quá, tôi bày ghế bày bàn ra lề đường, thậm chí bày ra lòng đường luôn, là tôi vì cái tư ích của tôi. Thì đó là gây rối trật tự công cộng, cản trở lưu thông. Còn hành vi chính trị biểu tình, dù có bị cản 4 quốc lộ chứ đừng có nói 1 quốc lộ, thì vẫn là hành vi chính trị. Tại sao anh biểu tình, anh cản trở người ta? Thưa, biểu tình đó là cái vấn đề công ích cho toàn dân chứ không phải cho một nhóm người, nên họ được quyền kêu gọi những người khác hưởng ứng, họ được quyền đó. Còn nếu nhà nước không cho thì nhà nước phải ra luật và quy định mỗi lần biểu tình ở tỉnh này chỉ tập trung trong khuôn viên này mà thôi. Phải xác định, luật phải xác định. Mà khi luật không xác định thì công dân được quyền tận dụng tối đa những cái lợi thế để yêu cầu các công bộc của mình phải thay đổi chính sách. Đó là quyền công dân. Và đó là cái việc làm tốt nên làm, chứ không phải là một việc xấu phải tránh. Chị Dung, chị hôm nay chị thêm. Dạ, con cũng muốn nói rằng con của con khi cháu lớn đến mười mấy tuổi thì cháu cũng đã đi bộ đội. Cháu đi bộ đội và cháu nhận thức được vấn đề như thế nào, thì cháu có tiếng nói người dân thì cháu cũng phản đối như vậy. Thì cháu có thấy là đâu có gì, nhưng mà lại bắt. Mà cũng có một số người con có biết rằng họ nói rằng là nhận tiền. Thì con lên đây con khẳng định không hề. Lương của con làm rất cao, đâu vì lòng yêu nước của mình mà mấy trăm ngàn. Nếu những người đó nói ra thì coi lại những người đó như thế nào. Còn con nghĩ là con không hề mà thật sự con khẳng định con của con yêu nước. Cho nên tiếng nói người dân tại sao lại nói người ta vậy. Và con cũng muốn nói khi lên tòa thì cũng có một số những quan chức họ nói rằng con của con đi quấy rối. Con khẳng định con không đi quấy rối mà con đi biểu tình. Biểu tình cái đó con thấy là biểu tình lên một tiếng nói của người dân rằng con không muốn cho Trung Quốc thuê đất 99 năm. Là cái đó tiếng nói người dân, mà tại sao họ nói con còn đi quấy rối khác, tại sao lại nói như thế. Thì con lên đây con nói rằng con không quấy rối, con đi phản biểu tình. Là con muốn nói như vậy. Dạ. Dạ thôi cô Dung nói hay đi. Dạ. Dạ. Dạ, điều mà cha Thanh vừa mới nói hồi nãy là biểu tình đó là một cái hành vi chính trị. Còn nhà nước của chúng ta, nhà nước cộng sản thì chúng ta thấy đối với người trong nước thì họ đe dọa làm chính trị là xấu, là phải ở tù này, tất cả các thứ. Còn đối với quốc tế thì họ lại là tuyên dương cái hành vi chính trị. Đó là một cái kiểu là lưu manh, không có cách gì khác. Hồi nãy trở lại cái câu chuyện mà biểu tình đó, liên quan đến cái việc mà họ nói những cái điều đó, đe dọa người dân không được tham gia biểu tình, không được, và họ gán vào cái tội là gây rối trật tự công cộng. Thì thưa cha Thanh, trở lại câu chuyện mà hồi xưa chính thể Việt Nam, miền Nam Việt Nam Cộng Hòa đó, mà liên quan đến cái vụ của ông Ngô Đình Diệm mà chúng ta vừa mới cử hành cái lễ dỗ cho ông Ngô Đình Diệm đó, thì cái thời đó cũng có những cái việc biểu tình trong dân, cũng có những cái đó. Thì cha so sánh cái thời đó và cái thời buổi hiện nay như thế nào?
Thưa cháu Vũ, đọc lại những sách sử mà chúng ta thấy ghi được cả hai bên, kể cả bên phía Cộng sản ấy, thì họ đều ghi nhận các cuộc biểu tình có diễn ra. Và cái sự ngăn cản theo kiểu là bảo vệ để không có vượt quá cái chức năng của biểu tình thì của cảnh sát của đô thành Sài Gòn vẫn có làm, nhưng mà không có cái chuyện là ngăn cản biểu tình, không có chuyện ngăn cản biểu tình nha. Tức là anh đi ở đoạn đường đó thì chúng tôi đi hai bên, chúng tôi vượt qua đó là anh vi phạm cái đăng ký. Đó là việc đi biểu tình là có đăng ký lộ trình, đăng ký nơi chốn, đăng ký thời gian, vượt quá đó thì chúng tôi giải tán. Đi vượt lên không đúng, phải đi xuống đúng cái chỗ đăng ký đó, thì cái đó bình thường, đó là cái luật của biểu tình đó. Nhưng mà biểu tình là có diễn ra và diễn ra thường xuyên, thường xuyên. Và kể cả những cái hành vi chính trị mạnh như Đại Đức Thích Quảng Đức chẳng như vậy, tự thiêu ở trước tòa đại sứ Cambodia ở tại đường Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng chẳng như vậy, ngay góc đó, đó thì nó là hành vi chính trị, hành vi chính trị, và người có trách nhiệm đó họ phải tôn trọng hành vi chính trị của công dân. Cảm ơn cha Thanh, tại vì chúng tôi muốn nhắc đến cái chuyện của vừa qua là ông Ngô Đình Diệm đó, thì chúng ta biết là hôm qua ngày 4 tháng 11 tại Âu Châu, Mỹ Châu và Úc Châu, những người tị nạn cộng sản đã có những cái lễ tưởng niệm về cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Còn riêng tại Việt Nam của chúng tôi thì cha Thanh đây là người đã tổ chức đúng ngày 2 tháng 11, ngày giỗ cho tổng thống Ngô Đình Diệm. Chuyện vừa qua liên quan đến cái việc này thì chúng tôi là cha Bôn Lộc nói đến cái chuyện mà an ninh cộng sản đã có những cái hành vi không được đẹp cho những người đến kính viếng mộ của cố tổng thống Ngô Đình Diệm, trong đó cha Bôn Lộc là một nạn nhân của an ninh. Cha Lộc nói một chút về cái việc này cho mọi người được rõ hơn. Chạy qua đây cho thấy mặt. Xin kính chào quý vị. Nếu quý vị theo dõi cái ngày lễ giỗ cho cố tổng thống Ngô Đình Diệm đó, thì quý vị thấy một lực lượng rất là đông, những người bịt mặt đứng xung quanh, nhưng mà xen kẽ vào những thành phần đó thì dù có bịt mặt thì tôi vẫn nhận ra một số người chuyên theo dõi chúng tôi, và chúng tôi đã gặp gỡ rất là nhiều. Có những lúc thì chúng tôi có những tấm hình anh ta không có bịt mặt, do đó tôi rất rõ về cái mặt của anh ta, dù anh ta là bịt mặt. Nếu quý vị xem hình thì thấy cái người đó đứng phía sau lưng cha Vũ đó, sau lưng với tôi, anh ta đứng gần sát với bàn lễ, nhưng mà anh ta bịt, đeo kính đen, bịt mặt và quay, nó là một cái thái độ không có xứng hợp cái lúc mà cử hành một cái nghi thức về tôn giáo, một cái thái độ cho thấy là không có văn hóa. Anh ta là một con người, tôi có thể nói là một tên côn đồ cũng đúng, bởi vì anh ta đã đụng tôi rất là nhiều lần, và cụ thể là 3 lần. Nếu quý vị xem những cái video clip trước đây, anh ta chặn đường tôi với cha Vũ đi mấy lần, anh ta giữa đường và anh ta đánh chúng tôi, anh ta giật chìa khóa rồi hô hào đánh, rồi có một lần anh ta đánh cha Vũ bể nón bảo hiểm luôn, rồi tôi có quay được cái đó. Anh ta đập cái điện thoại của tôi bay vào đường đó, rồi đập cho Vũ bẻ cái nón bảo hiểm luôn, nó cũng là chính nhân này. Và anh ta rất nhiều lần hành vi rất là côn đồ, chứng tỏ là một cái an ninh, chắc chắn anh ta làm việc cho nhà nước thì chắc chắn rồi, nhưng một tay côn đồ làm việc cho một thể chế như vậy, chứng tỏ nó thể chế là một thể chế côn đồ thôi, dùng những người côn đồ để mà khống chế, để mà theo dõi, để mà tìm cách để bịt miệng người dân, một cái hành vi rất là côn đồ. Thưa, đây là đúng là cái hành vi gọi là quấy rối trật tự công cộng, là đúng cái điều mà cha Thanh muốn nói, muốn diễn tả ở đây. Đó, chúng ta thấy đối với nhà cầm quyền thì họ sử dụng những cái hành động như vậy, nhưng mà họ lại được phép, họ được phép làm dưới sự bảo kê hay là bảo trợ gì đó của những người cầm quyền. Thưa hai chị, phiên tòa tới đây đó là cái ngày 11 tới đây đó. Ngày 9 tháng 11 tới đây á, chị có nghĩ là những cái người thân trong gia đình của chị đó, người con em của chị, họ sẽ thứ nhất là tâm lý như thế nào, thứ hai là cái mức án mà họ phải chịu,
thì chị nghĩ là có thay đổi gì không? Theo con nghĩ thì đã kết án cháu 10 tháng, bây giờ có bớt đi thì cũng đã ở tù. Thì theo cái đó là con thì con khẳng định rằng con của con không biết lương tâm nó không có tội. Nhưng mà cái đó là do nhà cầm quyền thôi. Còn phán xét hay như thế nào thì mọi người cũng đã hiểu, cũng biết là. Thì con chỉ nói vậy. Như là chị trong tư cách của một người mẹ và thấy con mình như vậy thì chị có cảm giác như thế nào? Con cảm giác là con bị ngày nay thật sự khi con làm về không có con ở nhà, nó kề cận, nó tình cảm lắm chị ạ. Mà không có nói thật sự con thương. Nhưng mà con nghĩ thôi, vận mệnh đất nước mỗi người chung tay một tí xíu. Thì một tiếng nói thì con cảm thấy là con nói thẳng là con cũng hãnh diện với con. Chị hạnh diện vì con của mình đã làm việc đúng, cho dù phải chấp nhận đi tù 10 tháng hay là 18 tháng thì đó cũng không là vấn đề, không vấn đề. Cha Thanh thì cha muốn là có rất là nhiều người tù nhân lương tâm thêm hơn nữa thì lúc đó mới là có thể thay đổi được cái thể chế này, đúng không cha Thanh? Rồi cha nói thêm một chút về cái con đường tới đây, tình hình con đường tới đây dân chủ sẽ như thế nào sau khi một số những người đã lâu năm trong Đảng Cộng sản mà đã từ bỏ Đảng Cộng sản. Gần đây nhất là bà Kim Chi, nghệ sĩ Kim Chi, một cô gái thời 20 tuổi đầy tuổi trẻ của mình tham gia vào cái công cuộc gọi là giải phóng miền Nam. Thì bây giờ là bà đã tuyên bố rời khỏi Đảng Cộng sản. Thì cho thấy cái con đường tương lai của dân tộc Việt Nam như thế nào? Trước tiên khi mà nhìn về quá khứ thì chúng ta phải thấy rằng là những người cộng sản họ có khả năng tuyên truyền quá đỉnh, đến mức độ đánh lừa được bao nhiêu thế hệ đi theo họ. Và khi đã nhận ra mình bị lừa thì họ lại có một biện pháp tuyên truyền khác, khống chế, đe dọa. Hết dùng lợi ích thì đến dùng cái danh dự để tiếp tục khống chế. Và đến giờ phút này có thể nói rằng là các đảng viên vẫn bị khống chế như vậy. Cái sự việc giọt nước tràn ly trong thời gian vừa rồi đó, đó là cái việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kết luận rằng giáo sư tiến sĩ khoa học Chu Hảo là người tự diễn biến là người tự diễn biến. Và cái đó nó làm cho những trí thức đảng bắt đầu buộc phải mở miệng lên tiếng. Bởi vì nếu mà không lên tiếng cho ông Chu Hảo là chính các vị đó sẽ bị trong thời gian tới sẽ bị một cái kiểm điểm tương tự như vậy thôi, chắc chắn. Nên quý vị đó đã chủ động cái là tôi là người tốt, tôi ra khỏi đảng chứ tôi không để cho đảng kỷ luật tôi. Cái hành động của nhà văn Nguyên Ngọc, hành động của giáo sư Mạc Văn Trang, hành động của nghệ sĩ Kim Chi và những người khác là như vậy. Tôi không có muốn Đảng Cộng sản thay gì, bởi vì nó là một cái tổ chức cày chến thì không có lý gì đánh giá kỷ luật tôi được. Tôi ra khỏi đảng. Và giáo sư Chu Hảo vậy, không sau cái kết luận đó tuyên bố ra khỏi đảng. Nên tất cả họ dùng cái khái niệm gọi là tuyên bố ra khỏi đảng chứ không có xin ra khỏi đảng. Không có xin. Vì xin thì họ sẽ không cho, họ sẽ lập một cái tòa án nội bộ của họ để kỷ luật đảng. Và như vậy là anh vi phạm kỷ luật, nếu anh bị sa thải, bị khai trừ. Nên họ đã thay đổi bằng cách là họ tuyên bố ra khỏi đảng. Thì đây nó là một cái ý thức rất là mạnh mẽ của các cựu đảng viên cộng sản. Ở đây có một số anh chị em, đôi khi chúng ta sống trong một cái chế độ cộng sản nhiều chục năm rồi đó. Chúng ta bị họ lừa quá nhiều nên khiến cho chúng ta đôi khi chúng ta không có khả năng mở ra với tình người. Nhiều người cho rằng những cái cuộc ly khai đảng trong 2 tuần lễ vừa rồi đó, nó như thể như là một cái trò nhử, một cái trò mồi. Nhiều người cho là vậy. Thì thật ra cái điều đó không ai có thể nói rằng là chắc chắn không bao giờ có, bởi vì trong thực tế là cái mưu mẹo cộng sản mình không có lường được. Nhưng đối với những vị đó, tức là những vị đã công bố mà chúng ta vừa nêu tên vừa rồi đó, thì chúng ta phải mở nó ra cúi đầu kính trọng. Vì thực sự ngay trong 43 năm qua, những gì mà quý vị đó làm đã đóng góp thực sự cho giáo dục, cho văn hóa, cho xã hội Việt Nam.
Và chính những cái nỗ lực của quý vị đó nên quý vị đó không thể ở những vị trí lãnh đạo cao, mà phải dừng lại ở một cái mức độ chỉ vừa phải thôi. Như Nguyên Ngọc chỉ đến tổng biên tập báo Văn Nghệ một nhiệm kỳ là phải out thôi, phải ra thôi, người ta không cho làm nữa. Mà ông là một trong những người có thể nói rằng là nhờ ông mà thế giới và Việt Nam mới biết Nguyễn Huy Thiệp là ai, mới biết Phan Thị Hoài là ai. Đó là những nhà văn lớn của thời đại, có thể nói rằng là nhờ nhà văn Nguyên Ngọc khi làm tổng biên tập báo Văn Nghệ dám đẩy những tác phẩm đó lên. À, những tác phẩm như Kiếm Sách rồi Tướng Về Hưu của Nguyễn Thiệp làm cho văn đàn của giai đoạn đó lay động mọi quan điểm lý luận về văn học cũ, phải thay thế đó. Thì cái đó để cho chúng ta thấy rằng là cái hoài nghi cộng sản chúng ta vẫn tiếp tục hoài nghi và vẫn cứ giữ hoài nghi đó, không cần phải mất. Nhưng cái tình người chúng ta phải mở ra, vì con người của chúng ta cần có nhau, đất nước này cần có những con người Việt Nam với nhau. Xin cảm ơn cha Tô Lê Ngọc Thanh. Điều mà cha Tô Lê Ngọc Thanh nói là có thể kết thúc buổi hội luận cà phê đá vào sáng hôm nay. Xin cho lòng người mở ra với nhau để chúng ta có thể đón nhận nhau, để cùng nhau xây dựng một đất nước tốt hơn. Giống như những người thân của gia đình hai chị đây là những người đang bị tù. Đang bị tù, gọi là tù đây, cái giờ là từ tù. Nhưng mà chính những cái việc ở tù đó là tác động đến những người, cụ thể là những người thân trong gia đình của mấy chị ha, càng biết hơn về cái con đường của đấu tranh của dân chủ là nó quý như thế nào. Những cái hy sinh này thì nó mang lại cho dân tộc Việt Nam cái con đường tốt hơn, tươi sáng hơn. Xin cảm ơn hai chị đã tham gia buổi hội luận sáng hôm nay. Xin cảm ơn, cảm ơn quý vị, các bạn đã theo dõi.